Thưa quý vị và các bạn, mới đây tạp chí ung thư quốc tế Frontier in Oncology đã chấp thuận đăng tải nghiên cứu của Viện Di truyền Y học về phổ đột biến gen gây bệnh ung thư di truyền trên quần thể người Việt Nam sau một thời gian kiểm duyệt rất là gắt gao. Vâng, và đây cũng là lần đầu tiên có một nghiên cứu trên quy mô lớn liên quan đến tần suất mắc ung thư di truyền của người Việt được chấp thuận công bố trên tạp chí ung thư thế giới sau khi vượt qua các vòng kiểm duyệt gắt gao. Theo nghiên cứu này, cứ 100 người Việt thì 3 người có đột biến ung thư di truyền. Cụ thể, nghiên cứu trên được thực hiện trên 1.165 người Việt Nam đã làm xét nghiệm gen OncoSure, khảo sát 17 đột biến gen liên quan đến 11 loại ung thư di truyền phổ biến nhất trong năm 2020. Kết quả cho thấy có đến 3,2% người tham gia có mang đột biến ung thư di truyền. Có những người có tiền căn gia đình hoặc bản thân mắc ung thư thì tỷ lệ này lên đến 4,2%. Ở nhóm người không có tiền căn ung thư thì tỷ lệ mang đột biến ung thư di truyền là 2,6%, tức là trung bình cứ 100 người sẽ có khoảng 3 người có mang đột biến ung thư di truyền. Trong đó, phổ biến nhất là người mang đột biến của hội chứng ung thư vú và buồng trứng di truyền chiếm tỷ lệ 1,6% và hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền chiếm tỷ lệ 1,3%. Tiến sĩ Từ Ngọc Ly Lan, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu là minh chứng về sự phổ biến của ung thư di truyền ở người Việt Nam. Tuy còn khá xa lạ, nhưng xét nghiệm gen cần được nhìn nhận về giá trị trong việc đánh giá nguy cơ ung thư di truyền. Ung thư có mang đột biến di truyền, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ thì sẽ có nhiều bệnh nhân được cứu sống hơn, và ngay cả người thân của họ cũng được bảo vệ nhờ dự phòng tốt. Ngoài ra, không chỉ riêng đối tượng có tiền căn mà bất cứ ai cũng nên cân nhắc chủ động thực hiện xét nghiệm gen để đánh giá nguy cơ ung thư di truyền càng sớm càng tốt, từ đó có kế hoạch tầm soát, xử lý kịp thời.